chào các bạn. Đây là ba con vạc nha các bạn. Đây là ba con vạc này mình cũng mới mua được đấy. Cho nên bây giờ mình sẽ đem đi chế biến rồi mời các bạn cùng ăn nhé. Các bạn ơi, giờ thì Hòa đã xào chín, nấu chín rồi nha các bạn. Thì bây giờ Hòa sẽ mời các bạn cùng ăn với Hòa nhé. Như vậy là ok rồi. Mình cũng đã hoàn thiện xong cái món vạc xào xả thơm ngon như thế này nhé mọi người. Thì bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng ăn với Hòa nha. Đây, Hòa xin mời các bạn ăn cái đùi với Hòa này. Rất là thơm ngon phải không ạ? Ngon lắm mọi người. Meo meo. Các bạn ơi, có lẽ là mình cũng xin được phép dừng video tại đây các bạn. Thì mình rất là mong các bạn hãy ủng hộ cho mình nhiều hơn nữa nhé. Các bạn có ý kiến là mình làm món gì ấy thì các bạn hãy bình luận phía dưới video á, để mình sẽ làm theo ý kiến các bạn. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.